Hi. Xin chào cả nhà. Lại là Cherry nè. Thì hôm nay là trận tuyết đầu tiên ở Canada. Look at that. Tin tin tin. Look so beautiful. Đây, để em quay cho cái view của bên nhà. Đó. Chỗ nhà mình ở đó. Rất là nhiều đèn, mày trang trí rất là nhiều đèn. Bây giờ mình bước vào bên trong nha. Bước vào bên trong. Đây là sau nhà. Sau lưng nhà. Đó, Christmas. Christmas light. Đây là cái đèn. Buổi tối ở đây, một vòng ở đây rất là đẹp ạ. Đây là cái sau vườn nè, sau vườn nè, sau vườn ở nhà. Đây, mấy cây này nó đóng tuyết hết luôn rồi. Phải phủ cái ghế này, mùa đông phải phủ nó lại. Đấy vậy, mình sẽ đi một vòng ở khu này. Buổi tối mùa đông như thế nào ha. Ở đây là chuẩn bị là Noel rồi. Thì Noel với lại Christmas với lại cái Tết mà New Year, ở đây là hai cái ngày lễ quan trọng nhất ở đây. Đó thì cũng như ở mình là Tết thôi. Thì ở đây là Christmas với lại New Year. Tuyết nó đầy. Ở đây là có xe đẩy tuyết, thì mỗi lần mà tuyết rơi nhiều quá là cái xe đó nó sẽ đi đẩy tuyết rất là đường xá rất là sạch sẽ cho xe chạy khỏi bị trượt. Đây. Cây thấy không? Tuyết nó đóng trên cái cây không? Đó, nó dính trên cây đẹp không? Đó, nguyên con đường tuyết luôn. Đẹp quá ha. Đây, để mình quay lại cái camera lại cho bạn xem nha. Đây. Mùa đông ở đây. Tại vì đèn hầu như là nhà người nào cũng có đèn. Đèn mà đèn hờ, đèn vàng á. Thì cảm giác nó sẽ ấm cúng hơn. Tại đây mùa đông khi mà lạnh nhất ở đây là khoảng âm 35 hoặc 40 độ cũng có nữa. Cho nên là hầu như là nhà nào cũng chuẩn bị mấy cái đèn mà đèn ấm á, đèn vàng hết ha. Hay cái khu mình ở đây à, tuyết rơi nhìn soi vào cái đèn nhìn nó đẹp quá ha. Đó. Trời tối mà tuyết à, cái ánh tuyết nhìn nó giống như là kim cương vậy đó. Ước gì đây là kim cương, một dải kim cương ha. Đây. Hồi nãy mình đi bộ với chồng mà chồng bị cái chân anh bị đau quá, cho nên anh về nhà rồi mình đi qua lại mình quay video. Ha, nhà ai cũng ấm cúng không? Thì Noel ở đây là ai cũng trang trí cái đèn Christmas đó rồi. Thì ở cái khu chỗ nhà mình á, là ai mà trang trí đẹp nhất là có giải thưởng. Chắc giờ chưa, cũng có nhiều người trang trí rồi nhưng mà cũng có nhiều người chưa trang trí bởi vì chưa có tới Noel. Đây, bên này cái nhà này trang trí rất là đẹp luôn.
Đó. Cái nhà trang trí đèn Noel đẹp quá ha. Cây thông đó là cây thông thật các bạn. Cho nên là Cây thông thật cho nên là họ chỉ cần là treo cái đèn lên thôi. Treo cái đèn Noel lên thôi. Không cần phải phải mua cây thông giả. Đó, đẹp chưa? Quá trời đẹp rồi ha. À, chỉ cần treo cái đèn lên. Đây, nhà ở đây mùa đông họ trang trí nhìn ấm cúng quá ha. Cái nhà nó nhìn ngộ quá ha, nó như là cái hình tam giác á. Đi nãy giờ cũng mấy vòng rồi cho nên bây giờ phải phải vòng ngược về chứ nó lạnh quá. Tại hôm nay cảm thấy mệt mệt trong người cho nên là đi ra ngoài hít thở xíu, mà đừng đi lâu quá bị cảm lạnh. Ở đây thời tiết nó thay đổi, nó đột ngột vậy. Thay đổi vì sáng là đây sáng trời mà đang 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 nắng đang gì đó, chứ nhưng mà chiều là mưa là chuyện thường. Thời tiết ở không ở đâu như ở Canada hết trơn á. Thời tiết ở đây nó thay đổi như cô gái 18 gì đó. Xe cộ ở đây họ chạy họ rất là đời sự, thấy là qua đường là ngừng lại liền, chứ phải là bốn cái đường qua đường là phải ngừng xe đâu nha. Con đường này là ngày nào sáng nào cũng hay đi bộ. Cái điện thoại ha, mỗi lần mà ra ngoài ngoài lạnh á, là thứ nhất là nó dễ bị hết pin, nói chung hết pin rất là nhanh, hết pin cực kỳ nhanh luôn, thở ra khói, thấy ra khói không? Nó cho ở đây mấy năm, cái này là mùa đông thứ hai, tại lúc mình qua là tháng 9 năm ngoái á, là nó chuyển sang thu thu đông thu là vẫn còn, lúc đó là qua vẫn còn nóng, năm ngoái tháng 9 năm ngoái qua, năm nay là mùa đông thứ hai ở Canada rồi thì vẫn nhìn thấy tuyết, vẫn nói chung là vẫn còn thích tuyết. Mà trước đây mình ở Trung Quốc cũng có tuyết, mình thích tuyết chứ không phải là ở lâu gặp tuyết nhiều quá rồi chán tuyết. Mà có nhiều bạn cũng không thích tuyết, ở đây lâu quá rồi tuyết là có nhiều bạn nó đặc sản Canada đã tuyết, cho nên các bạn mỗi lần thấy tuyết rơi là tuyết rơi nữa rồi, nhưng mà mỗi lần thấy tuyết rơi mình thấy hứng thú lắm, đi ra ngoài chụp hình hay là gì đó nó đẹp mà. À, nhìn mấy cây đẹp không? Nãy giờ cầm điện thoại là tê tay rồi. Tại cầm mang bao tay mà bấm cái điện thoại không có tiện lắm cho nên phải bỏ bao tay ra. Đó, tới nhà rồi. Tăng tăng, cái nhà đó không? Nhà trang trí đó em cũng đẹp chứ bộ. Đó, mấy cái đèn nó mùa đông bên đây là nhìn nó ấm cúng ha. Đây, tới nhà đây. Thôi, video mình ngắn tới đây thôi nha bạn. Lạnh quá rồi. Nó chỉ đi dạo một vòng cho bạn thấy ở đây cái khu mình ở như thế nào. Đó, đường xá rồi không, tuyết trắng xóa hết đó, xe cộ đều phủ tuyết hết đó. Đối diện đó là cái rừng thông đó, tuyết rơi qua bên đó mới đẹp. Rồi video mình tới đây là kết thúc nha, giờ tới nhà luôn rồi. Hai ai hướng này đi. Ups. Tới nhà rồi, khu mình ở đây. Đó,
trang trí Noel đó. Đây, nhà đây. Thôi, cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ like nha. Bye bye.